Rồi, kế tiếp mình xin giới thiệu đến các bạn là cái phút bao. Cái phút bao. Cái này thông thường hay dùng cho đường bill ấy. Bắt trên đường bill. Nó có tác dụng là giữ nước trên đường hút của bơm á. Để không nước đó nước không bị tuột. Hồi xưa ông về mình hay gọi cái này mà đã lắp trên cái bơm nước ở giếng ấy, thì gọi là cái tuốc pin. Mày nói ai vậy? Con kia nó pin thôi. Này gọi là cái tuốc pin. Nó tên gọi cái dân gian địa phương thôi. Thì mỗi nơi người ta gọi. Nhưng mà cái tuốc pin này mà lắp mà bị lít nước á thì cái bơm nó không có khởi động, không có bơm được. Nó tầng e không, khí không. Cho nên người ta phải mồi nữa. Cho nên cái này quan trọng lắm. Đối với những nhà mà cái giếng sâu ấy, vài chục mét ấy. À, cái này mà nó bị lít á, bị xì ấy, rò nước á. Thì hơi mệt ấy, mỗi lần bơm là phải lần mỗi lần mồi ấy. Thì tốn thì khá tốn thời gian, cho nên cái này lắp ra giếng nước á. Thì phải mua loại xịn xịn ấy, mà mình dân gian mình dùng thì hay dùng loại nhựa thôi. Cái này dùng tàu cho nên nó mới như vậy, bằng inox, bằng đồng. Cái đâu sụp. Cái lưới lọc ngăn rác đi vào. Ở đây nó có một cái đĩa để chặn nước tụt xuống, và khi mà bơm nó chạy nó sẽ tạo một cái lực hút trên không thì nó kéo đĩa lên. Cái đĩa này nó cái lực đó nó sẽ thắng cái lực lò xo đây nè, nó mở đĩa lên. Thì thôi nha các bạn.